xuống đây rồi, ngon lành. Thôi ăn thừa chứ còn bớt lại cho thằng khác nữa. Ăn nhiều thế để cho bớt lại cho ba thằng này nữa chứ. Đây hai thằng này ra đây này. Lại một ngày đầy nắng và gió các bạn ạ. Nhiệt độ càng ngày càng khắc nghiệt rồi. Trong Đen xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Có những cái công việc mà Matt không thể làm được, mà chỉ chọn được đúng cái thời điểm nắng thì mới làm được thôi. Đó chính là mình lại ra tới cái ruộng nhà bác hàng xóm để hôm nay kiếm vài cái con cua và cho con bìm bịp nó ăn các bạn. Bởi vì là nhiều các bạn cũng bảo mình là bổ sung thêm một ít cua vào nữa ấy, thì để cho cái con bìm bịp nó bổ sung thêm canxi. Thì mình cũng nghe theo đó và mình cũng thực hiện luôn. Những cái ý kiến hay là mình phải thực hiện luôn, đúng không? Cái lúc thời tiết mát mát ấy, thì là mải ở nhà ngắm Thanh Niên Hiệp đang chơi với lại mấy chú chuột lang. Đợt này nhà mình chuột lang cũng đẻ ra được nhiều, thì thành ra là Hiệp cũng yêu cái món mấy cái con chuột lang đó, thì là mình cũng chẳng ngăn cấm đâu. Nhiều lúc cũng bảo hắn bảo là thôi đừng nghịch, sợ con bọ nó vào, nhưng mà mình nghĩ rồi, đúng như cái lúc ngày xưa ấy, trẻ thơ thế thôi, mình vậy. Thích cái con gì là không có ai cản được luôn. Và mình cũng chẳng ngờ đâu là con chim nó cũng cần đến canxi. Thì đúng là nhiều bạn cũng bảo mình bảo là chim phải cần canxi vào thì cho đôi chân của nó khỏe hơn này, và đôi cánh của nó cũng khỏe hơn. Thì mình nghĩ cũng có lý do là như vậy. Thế là thành ra là phải triển khai ngay cái món cua này về cho chim bìm bịp luôn các bạn. Ở đấy đi hết nửa vòng rồi mà không được cái con nào luôn các bạn. Có những lúc kiếm cái bữa cua thì nó đơn giản thế, mà có những lúc thì kiếm cái con cua về để làm bài thuốc thôi mà cũng khó khăn. Bởi vì là nước ở trong ruộng lúa này là bác hàng xóm bác ấy, giờ này bác không có máy các bạn. Nếu là máy nước lên cơ thì là cái kiểu như nó nhiều nhiều nước thì con cua nó dễ di chuyển hơn ấy. Và thứ hai đặc biệt là dạo này cũng rất nhiều chuột luôn các bạn. Vừa hôm qua nó cắn chết một con gà con của mình rồi đấy. Chán thật. Dạo này rất hay nhiều chuột luôn. Nhiều các bạn bảo mình bảo là anh cẩn thận không, dạo này nó vào mùa chuột hay sao ấy. Mình nghĩ là cũng như vậy. Ui, ngoài vườn thì mình nó toàn chuột thôi. Thế là mình lại chủ quan mất rồi. Mình cứ nghĩ rằng là ở dưới ruộng này có sẵn nó kiếm vài con cua là ngon lành cơ. Hóa ra là chết dở rồi. Có cái hố nước này này mà không thận cũng không kịp kiếm ăn mấy con cò luôn. Ấy, sạch mong luôn. Cái vũng nước này, vũng nước của mình gọi là cái rốn của cái ruộng này ấy, mà chẳng còn con cá nào ở đây. Đây còn con cá cờ đây các bạn này. Các bạn có nhìn thấy con cá cờ đây không? Đấy, còn mỗi con cá cờ duy nhất nữa thôi. Căng thế nhỉ. May nó thoát được mấy con cò. Đấy, toàn dấu chân cò thôi các bạn. Mình nghe ve ra đằng này thêm một chút xíu nữa. Đây, dấu chân cò vẫn còn mới toanh luôn này các bạn này. Nó cứ lúi húi ở dưới này, mình không phát hiện được đâu. Sạch mong luôn. Tao thua chúng mày rồi đấy. Đấy, nước cạn này. Nước cạn là chuột nó kiếm ăn hết. Nếu như mà nước đầy đầy tí là cua nó hay rút vào cái bờ này các bạn. Nhưng mà cạn khô quá. Thôi, đen thôi, đỏ quên đi. Ây trời ơi, cua chả được. Ây trời, đã ra đây rồi. Cua chả được thì thôi thì ta lại đầu tư cho nó em nó chút thịt các bạn nhỉ. Chắc là thịt nó cũng là cái thứ mà giàu chất dinh dưỡng thôi em ơi. Hiệp đã ra đây chơi rồi. Này, anh cho miếng này. Đó. Em ơi, này. Bịp đây. Ô, con kia thì ăn cái gì đấy? Không phải cái đấy là cái ăn đâu đây này. Đây, eo. Đâu, tận trên đấy rồi á.
Đi vây. À con về con rút bể nước đi, bể nước rơi rồi. Tràn rồi. Đi vây này, xuống đây. Xuống đây, xuống đây. Rồi. Ngon lành. Thôi ăn thời chứ còn bớt lại cho thằng khác nữa. Ăn nhiều thế. Ăn nhiều thế để cho bớt lại cho ba thằng này nữa chứ. Đây hai thằng này ra đây. Này. Đấy, tha hồ chưa? Mình thì thực ra không tính toán gì đâu. Chắc chắn là sẽ có người nói ra là có những người thịt chả có mà ăn, ông này hoặc là bạn lại cho chim ăn đúng không? Nhưng mà mình nuôi chúng nó ấy, thì nhiều khi cũng phải vất vả, các bạn phải đầu tư một chút xíu. Chứ đừng có nói là không ăn gì đâu. Đấy. Ôi trời ơi, lấy phần ra đấy chứ. Đây này, anh để trong này này. Ui, cướp nhau. Cướp nhau. À, nó ăn, nó trộn thêm cả tí cát này nữa. À, trông vậy thôi các bạn, trông thì có thể là nhiều các bạn nghĩ là mất vệ sinh ấy. Thế nhưng mà cái cát này nó bình thường nó cũng vẫn mổ cả cát, cả sỏi vào để nó dễ tiêu hóa hơn mà. Ai chà, ghê chưa. Đứng im, đứng im, đứng im. Ấy, đứng im, đứng im, ghê chưa. Ngon không? Ngon không? Quay đây xem nào. Ấy chà. À, bìm bìm này nó tận một năm sau ấy, nó mới thay được cái màu lông, lông màu bọ trầu. Các cụ gọi là lông màu bọ trầu các bạn ạ. Còn bây giờ trong lúc lo này nó vẫn cứ khoang khoang thế này này. Ngon không? Thôi. Đi xuống. Đấy, chẳng cần bảo nó đi xuống thì nó cũng bay đi rồi. Đấy nhá, đói thì về đây nhá. Ôi giời ơi, ai cướp mất đâu mà bé bé. Cho nó vào đây gọi. Đấy, đói thì vào trong đấy nhá. Nếu mà được mấy con cua thì nó chắc chắn là nó sẽ tốt hơn đấy các bạn. Đấy. Giỏi thế. Thế thôi ở đây nhá. Ở đây chơi xong về chuồng nhá. Sao liệu về chuồng nhớ chưa. Đừng có ra bể ếch nhớ chưa. No rồi. Đi. Liệu sao về chuồng. Đấy, quan sát từ phía dưới này. Đấy, cái lông đuôi của nó sau này nó cũng hoàn toàn nó khác hơn đấy các bạn. Và cái mắt của nó ấy, sau này mắt của nó sẽ lên màu, một cái màu đỏ, đỏ rực luôn. Thôi, có khả năng thì tiện thì mình cũng đóng luôn nó vào thôi các bạn. Cũng đóng luôn nó vào thôi. Cho nó đỡ phải ra ngoài nó nghịch lắm. Đi vào. Đi vào không mắc đuôi à. Rồi. Thời tiết vật vã quá các bạn. Đấy, cho bìm bìm ăn xong lại phải đi làm một bao cá mạch. Bao cá mạch này thì dành cho đà điểu này với lại gà. Đây là bát nước này là chuẩn bị cho thằng Khiếu nó tắm. Em ơi, em ơi, ra đây tắm. Đây nè, ra đây tắm. Đây, ra đây để tắm đi. Thả ra từ sáng đến giờ cứ cuốn quýt ở đây, nó không có đi đâu các bạn. Đi ra đây để tắm. Nhanh lên. Hơi bị bố đời rồi đấy. Mang nước ở tận nơi cho tắm này. Ôi giời ơi, ra đây. Ra đây, ra đây. Ra đây. Ôi, đây. Bát nước này nhảy vào đây. Con chảo mảo nó còn khôn hơn. Khôn hơn hai đứa rồi đấy. Ra đây. Ra đây, ra đây. À, cái luật chính sách của YouTube ấy các bạn. À, là nhiều khi là mình không dám cầm vào chúng nó. À, nhiều khi là chỉ cần lưng lên thôi là cho vào đây là tắm được mà. À, nhưng mà trong cái luật của YouTube ấy, người ta không hiểu. Người ta lại sợ mình đó là đang ngược đãi động vật. Thế cho nên là mình không có dám cầm. À, ra đây. Ra đây, hay là mang cả thau nước to ra nhá. Ra đây. Dụng đấy làm gì. Đấy. Nào à, nếu như mà nó nhảy lên trên tay mình thì mình có thể là cho vào đây được. Nhưng cái con Khiếu này nó không như con chà mào các bạn. Chà mào nó nhảy lên tay luôn. Còn Khiếu này là nó không có nhảy đâu. Thế thành ra mình không có dám cầm nó. Chỉ dám đỡ đỡ nó lên thế này thôi. Đỡ đỡ nó lên, nó không lên nào đấy. Đây. Ấy, cứ ị thần hồn ra. Đây. Đấy, tắm đi. Thôi chấp nhận bẩn cái chỗ này vậy. Chấp nhận bẩn cái chỗ này vậy. Nào. Đấy, cho như chuột nột luôn nhá. Đấy, dậy xuống đây đi. Nhảy vào đây này. Rồi, bây giờ để mình tắm lốt cho hai con này. Sau đó lại cho nó chơi một lúc. Chơi một lúc ấy. Sau đó lại mới là thả được cái con này ra. Chứ nếu mà thả cả ba ra là nhiều khi là hơi nguy hiểm các bạn. Ra đây, ra đây. Mỗi người có một cái
cái sở thích các bạn. Mình thì cũng muốn chăm sóc những cái con chim này và một số những cái cây cảnh. Thế nhưng mà có những người thích đam mê gà, đúng không? Mỗi người một sở thích. Thế cho nên là người đam mê gà mà nhìn thấy cảnh nuôi chim này thì không có thích đâu. Tắm đi. Anh đây đang nóng lắm rồi, cũng muốn tắm lắm rồi đây này. Quay trở về cái em trà màu này của mình ấy. Hôm qua thì quay video gửi tới cho các bạn xem em trà màu là tắm. Thế nhưng mà hôm nay thì lại thay đổi thêm một chút xíu nữa, đó là cho em trà màu tập mổ. À, mình cho tập mổ với cái kiểu như này thì hai hôm nay rồi các bạn. Hai hôm nay rồi nhưng mà mình thấy là kiểu như nó không ăn, nó không đồng đều ấy. À, ăn nó không đồng đều. Ôi từ từ em, từ từ. Đi đâu đi đâu? Đi đâu? Thế từ từ đã, để anh chia sẻ với mọi người một chút xíu thôi. Đây, bạn ý đã biết rằng mổ theo kiểu coi như là rỉa độc lấy chuối không thôi. Đi đâu, đi đâu, úi trời. Đi đâu, đi đâu. Đi xuống, đi xuống. Dám nhảy lên cả. Thì bây giờ nhá, ở trong này, ở trong này. Để anh lấy cám ướt cho. Đi xuống đây, cứ từ từ đã. Đấy, mình trộn cái tí cám ướt này này. Đấy, để cho tập mổ theo kiểu cho nó quen dần ấy. Theo cái cám ướt ấy. Thì coi như là thôi, thì giờ đi là cho em nó tập với lại cái cuộc sống... nó mình gọi là tự lập dần thôi các bạn. Đấy. Chứ ai đâu cứ suốt ngày đi bón cho mãi được, đúng không? Nào, đi vào, đi vào. Ăn được cả cục to này không? Cùng thì chim nhưng mà mình nghĩ là chim của Nhân nó biết mổ rồi cơ. Nhưng mà cái con này của mình ấy, mình cứ chiều nó quá thì thành ra là nó không có tập mổ đâu. À, rồi, rồi. Ôi, đi ra làm gì? Đi làm gì? Thôi. Từ giờ đi nhá, từ giờ đi nhá. Đây là cái chỗ để kiếm ăn, nhớ chưa? Thôi xuống đây. Tự mổ dần đi, tự lập dần đi nhá. Oh yeah. Đấy. Mồi ở chỗ này này, mồi chỗ này này. Dưới tán cây rất chi là mát luôn. Nhưng mình đã treo nó lên cho nó quen với cái khung cảnh ở đây cho đỡ nhát các bạn. Đây, lên đây, lên đây, lên đây. Oh yeah. Ai cha cha. Xịt xò con bò. Ăn đi nhá. Ơi giời, ơi giời, ơi giời, ngó chứ. Ngó à? Ơi mổ rồi. Đúng ý của ban huấn luyện rồi. Chuẩn luôn rồi, chuẩn luôn rồi, đúng rồi. Thế đấy, đơn giản thôi mà. Bài học đầu đời đấy em ạ. Nhá. Tự túc luôn là hạnh phúc. Hết nhiệm vụ của anh rồi nhá. Thôi bây giờ thì ở trong này đi, không đi ra ngoài nữa nhá. Quay trở lại một cái câu chuyện mà mình cũng chưa bao giờ kể với các bạn. À, thì trong cái thời gian qua ấy, thì mình có nhân giống được rất nhiều cái loại gà đen này này các bạn này. Đây gọi là gà hơ mông. À, đau thế. Đây gọi là gà hơ mông xịn luôn đấy. Thì nhà Nhân ấy, nhà Nhân thấy cái gà này ấy, là nó hay hay. Thế là bảo mình là nhân giống cho một con gà mái. Tức là bán cho đấy các bạn ạ. Cái gì mà mình tặng là mình bảo mình tặng. Còn cái gì mà bán là mình bán. Thì nó đẻ được nhiều trứng lắm. Thế nhưng mà nó ấp ra nó chỉ... Úi! Nó ấp ra chỉ được hai con này thôi. Thì hôm nay mình gọi là mẹ tròn con vuông rồi. Hôm nay mình bắt đầu đem vào giải nhà Nhân thôi các bạn ạ. Để cho nhà Nhân nó nuôi. Thì cho chắc là cho mượn luôn cả lồng này luôn đi. Đi. Khéo nhờ vào con nhá. Mày đúng là hư thật. Phải nhờ tới vợ mình áp tải cùng nữa các bạn. Bởi vì là nếu không mình xách vào là con mẹ nó nhảy vào đàn gà con, hai con ấy. Thì mẹ Hương cầm cho anh hai con gà con. Cầm sau đút túi. Mở anh cái cửa, em mở anh cái cửa. Ôi xa. Đấy. Ê Nô, hôm nay chơi cháu. Chứ hai cậu cháu mình chơi cả tiếng Tây cơ à. Chuẩn bị hết rồi đây. À chuẩn bị hết rồi á. Cháu đang định bảo cháu gửi luôn cho cái lòng thế đấy. Cậu tiện cậu thò tay vào cậu bắt nó con gà ra cho cháu. Cám rồi, nước rồi.
Đấy, hôm nay nhá, nuôi cho từ lúc coi là bé xíu, giờ mẹ tròn con vuông rồi. Anh ơi, mang ấy ra đi. Đây là mẹ. Đấy là mẹ đấy. Cậu hỏi câu hỏi. Đấy, hai con con. Ui, hai con con nữa. Hai ăn trong lớn lên, cám lên. Đấy nhá. Cậu mình là giả tiền từ lúc nó còn bé tí tí thế này cơ. Cậu nhờ nuôi hộ. Đấy. Đến bao giờ mẹ thì cậu bắt về. Thì đây cháu bảo là đợt vừa rồi nó đẻ nhiều trứng lắm, thế nhưng mà nó không có ấp được thành công. Thôi thôi cháu vào. Lộc gì nhỉ? Lộc nuôi, lộc ná. Lộc nuôi là cái lộc gì nhỉ? Tiền á? Không. Thế cái món gì nhỉ? Đây. Cậu mình hôm nay nào hôm nay. Thôi thôi thôi, cậu đưa thóc, cậu đưa thóc. Chêu. Ôi. Chêu cậu vậy thôi nhỉ. Cậu cháu mà lại không nuôi được cho nhau, người ta cười cho.